Trời má ơi, ép dầu ép nở ai nở ép con trai má hả má? Má ép con chiều giờ sao má? Trời thiệt tình luôn trời ơi. Ây da ai? Có ai giữa mày giữa trưa nắng mày đứng ở giữa đồng mày than thở mình vậy, mày nói gì rớt trúng đầu mày là gì? Con chào bác Sáu. Ngoan quá à, sao? Mày than thở gì? Ai làm gì rớt trúng đầu mày? Tao quánh mày á chứ ai rớt xuống đầu mày làm gì? Đâu có đâu. Con nói bâng quơ, con nói mình con vậy mà. Tao nghĩ mẹ mày ăn ở tốt quá, chắc mày mắc đường dưới hay gì á. Ăn rồi đi giữa đường cũng nhảm. Nhìn thấy mày là tao thấy không ưa rồi. Dạ. Nói ra đó là đâm ra cái chỗ mình dị đan mê tín. Mà má mày đặt cái tên mày hay thiệt. Hay hả ba? Ừ, hay chứ. Dạ. Đi đâu cũng cúi gầm cái mặt xuống, không ngưỡng lên được thì cuộc đời sao khá được con hả? Đi cứ vậy nè, cứ cắm đầu giống như là đi lụm đồ rớt của ai. Bởi mày tin lụm là đúng rồi. Dạ không phải, con tin lụm. Lụm là lụm đồ, con lụm là lụm khác. Cũng vậy hả? Lụm cũng lụm á mà. Nhưng mà con không có lụm rác. Bác Sáu nó quan con không à? Quan ức cái gì? Bởi mày khổ mày dám mày chịu mày than thở với ai? Bác Sáu cho phép con hỏi này vậy bác Sáu? Thôi rảnh rỗi hỏi luôn đi, muốn hỏi gì? Như là con nghe nói là bác Sáu ngày xưa mê má con không được đúng không? Thù hằn cái mãi cha mày! Tao hiền mà tao không phải chửi đó. Làm gì có bi kịch lâm ly bi đát gì? Ý mày nói tao thất tình má mày hả? Không có, con nói giống như trong phim vậy mà. Có không bác? Sao mày không về mày hỏi má mày mà hỏi tao chi? Con hỏi rồi mà má con không có trả lời. Nên con không biết hỏi ai nè, nay gặp bác con liều con hỏi lại. Má ruột mày còn không trả lời, mày mắc mớ tao người dân tao đi trả lời mày vô duyên hả? Chăm sự xả gia hôm nay cũng vì má mày hết nha. Bác Sáu, bác Sáu nói con biết đi. Bác Sáu không thích con ở điểm nào? Nói nào ngay, đứng giữa trời đất tao thề tao không có chê mày ở cái điểm nào hết. Dạ. Chỉ có một điểm nhẹ nhàng thôi. Điểm gì bác? Là mày chui ra từ con mẹ tám sumo đó, vậy thôi, đơn giản. Sao bác nói kỳ vậy? Mà đó là má con, mà con không chui từ má con ra thì sao con chui được? Không lẽ bác giết con chui từ gốc cây ra? Cái chuyện đó con đừng có than bác, con đừng có trách bác, con trách ông trời tại sao cho mày lọt vô cái bụng của mẹ tám sumo, vậy thôi. Đơn giản là vậy, nghe chưa? Thôi, giờ tao phải đi mần rồi. Mày đi đâu mày cứ đi đi. Tao mệt dữ lắm rồi. Mỗi lần gặp mẹ con mày á, là tao về một cái á, là tao bị viêm cái hồng hộp hả? Viêm hồng hộp là viêm gì? Viêm cái hồng hạt. Vậy đi, nha. Thôi đi, không nói chuyện mày nữa. Bực bội.